Sydney. Hôm nay tự nhiên trời trở gió. Mình ở đằng sau nhà thì mình mới để ý thấy nè. Mình sẵn mình quay video chơi luôn ha. Hôm mùa đông á, mình làm mấy chậu đất như vậy nè, mấy chậu đất mình ủ đất ủ phân đồ dữ lắm. Năm nào khoảng chừng mấy năm về sau này thì mình bắt đầu làm như vậy, tại vì mùa đông á, mình nói hoài đó, mùa đông á, nó lạnh á, nó không có mùi hôi, không có ruồi, không có con muỗi luôn á, lạnh lắm nổi không có con gì luôn á, thì rất là thích hợp để mà mình ủ đất ủ phân. Thì khi mình ủ được mấy thùng, mỗi một thùng mình chỉ cần trồng một loại rau hay là gì á là đủ cho mình rồi. Thì những lúc khi mà cái đất mà nó thành, khi mà cái đất mà nó thành phân tốt á, thì bắt đầu mình gieo hạt ha. Mình gieo cái dưa leo, hạt dưa leo lâu thật là lâu luôn, không thấy mọc gì hết trơn á, tưởng đà chết rồi, tưởng đà không được rồi, nhưng mà tới bây giờ nè, mình thấy nè, mọc nhiều lắm. Mà cái thùng này á, là mình muốn trồng gừng đó. Hôm trước mình thu hoạch xong rồi, cái bắt đầu mình mới lấy những cái củ mà nó có cái mầm mà nó hơi có vẻ giống như nó sắp mọc á, cái mình lại trồng xuống nữa nè, gừng để tới 3 thùng như vậy luôn, 3 thùng gừng cỡ giống vậy luôn. Rồi cái để hoài chờ hoài không thấy mọc, gừng á thì cũng lâu mọc á, cho nên mình đã rải những cái hộp khác lên, chẳng hạn như là gieo hộp salad nè, hộp dưa leo nè đó. Mà hả, lâu thật lâu bây giờ mới thấy mọc, thì khi mà nó mọc thì mình mừng quá, tưởng nó không mọc chứ giờ mọc nè, phải không? Phải hộp dưa leo không, giống hệt à. Cái này thì mình không chắc đâu, nhưng mà cái bên đây nè, cái thùng bên đây nè chắc chắn luôn, tại cái hộp dưa leo còn nằm ở trên kìa, nằm trên lá nè. Nè, thấy hộp dưa leo ha. Thành ra mình thà để ý thấy là dưa leo Lebanese cucumber đó, cái loại đó ngon, loại đó khó quá à. Hình như cái loại này sau này mình gieo á, chắc là loại có gai á. Những cái loại mà nó dễ trồng á, có gai, hình như có gai. Rồi như vậy á, là cái này á, là bà con bà hổm có hỏi mình á, là gieo hạt dưa leo làm sao mà cho nó mọc á. Gieo á, thì thấy nó cũng được, nó dễ mọc, nhưng mà giữ á, thì mới khó, tại vì con ốc sên buổi tối lên ăn dữ lắm ha. Sydney nhà sau vườn nhà mình là không có được rồi. Để mình để coi coi làm sao. Wow, nhiều thứ để chỉ quá ha, cây lê nè. À, từ ở trong mấy cái hạt thôi đó, giờ cái việc là khi mình đất phân tốt rồi đó, mình cứ bỏ lên. À, chẳng đây nói luôn, cái cà nó khi mình ở trong nhà đó, mình dắt ra, bóp ra vậy nè, bóp rải, giờ ở đâu cũng mọc cà hết trơn á. Nhưng mà cái cây này thì không biết nè, cây này tự nhiên ở đâu có nè, nó and cái này nữa nè. À, hay ha, làm vườn lâu năm lâu ngày cái tự nhiên cái gì trong thùng đất của mình hay có cái này cái kia lắm kìa, ngạc nhiên lắm, rất là ngạc nhiên. Cái gì mình trồng thì mình nhớ, còn những cái mà tự mọc á thấy hơi kệ, nó cũng mọc đúng chỗ mà, đúng mé mé ngay chỗ này. Là thường là cái này cái củ nè, củ dền đỏ gì đó, cái này khoai tây. Wow, qua bách thùng bên đây luôn đó đó, cái nhãn dưa leo còn để kìa, đó mọc nè. Gieo nhiều lần lắm mới được, thí dụ như mình gieo ha, cái mình chờ khoảng chừng mấy tuần vậy đó, cái mình cũng không thấy gì hết trơn á, cái mà không được á, cái mình gieo nữa gieo hoài gieo tới được luôn. Còn cái này nè, nhìn cái hoạch cái ớt không biết phải không nè, cái nè đó. Yeah, vui lắm khi mà trong đất sau nhà của mình nó lâu rồi đó, lâu năm á, rồi mình trong nhà bếp mình có cái gì á, mình cứ việc đổ hoài trong một cái đống ủ làm đất làm phân á, thì trong cái đất phân đó tự tự nó sẽ có rất là nhiều cây mọc tùm lum ở sau nhà mình ha.
tùm lum luôn á, mọc tùm lum á. Này mấy cái thùng này nè, thùng này được là trồng gừng nè, muốn trồng gừng nè mà gừng chưa lên, cho nên những cây cà những cây gì thì lên. À, bữa hổm mình có hỏi miếng bà con trong cái giỏ treo của mình á, có phải cái cây thứ này là cây dâu không đó, nhưng giờ mình biết rồi, không phải dâu rồi nè, mọc tùm lum á, chắc là cỏ hay là gì á, không biết nữa, cái gì nè, cây tự nhiên nó có khía khía vậy nè, tưởng đâu là cây dâu mà không phải rồi, vậy là cây dâu của mình á, mình gieo thất bại rồi ha. Ừ, cái này cái gì nữa nè, đây nè, đang đổi cái hộp lên kìa, cái gì vậy ta, nè, nhiều lắm, cái mùa xuân này đó ha, thôi, mầm ở đâu vậy, hộp ở đâu, nó bật dậy hết luôn hả, ê da, tưới cái nước kia chua lè, đây nữa nè. Trồng mà theo kiểu văn nghệ lắm, không có biết trồng á, không có phải là chuyên nghiệp gì đâu, cho nên bỏ xuống vậy đó, mọc à, mọc thì nhờ, mọc thì cứ gieo hoài, gieo hạt hoài trong nhà ăn bỏ ra. Đây là mình sẵn đây ha, mình lấy đồ mình mấy phút rồi, 6 phút, sẵn đây mình lấy đồ mình khửi cái chỗ mà mình ủ vào nhà bếp đi ha. Thường mình thấy mình ủ vào nhà bếp mình khởi nó cơ bộ nó excited hơn á. Ok, trời ơi đây nè, thấy chưa, có cái gì luôn rồi nè, đó rồi nè, trong cái đống ủ nhà bếp của mình ha. Bây giờ bắt đầu mình coi cái tới đâu rồi ha. Trong đây có gừng luôn nha bà con. Gừng á, mình thấy nó trong nhà bếp của mình nó làm như nó muốn hư, nó ăn héo héo quá, cái mình cũng bỏ xuống đây luôn ha. Cái vỏ mắng cục hôm trước ăn nè, lâu mục dễ sợ luôn, như là cây á, cây luôn á ha. Bây giờ mình bắt đầu ha, nhưng mà đừng có sợ nha, có nhiều khi là nó có luôn cái con gì á, màu xanh xanh thấy ghê lắm, trùng á, trùng thì không sợ rồi, nhưng mà con gì kìa, sên nó thấy ghê lắm. Okay, ha. Để mình coi ha, tới mục không chưa ha, mục là thành phân, thành đồ để cho mình trồng chưa. Đây, củ gừng, thấy chưa, mình nói mà, củ gừng tươi chưa hả, tươi không nè, có cái gì mọc nè, coi cái gì mọc vậy, ồ không phải. Rồi, như vậy là đồ nhà bếp của nhà mình coi như nó thiêu quỷ rồi ha. Nó tiêu quỷ rồi ha. Nè, cái này, nè, trùng nhóc luôn kìa. Hả? Nó ra màu đen thù lùi. Ôi. Wow. Thôi chết cha rồi, bị thương rồi. Oh no. Ý. Hả, sao ngộ vậy? Nó gứt cái làm hai. Nó gứt cái làm hai rồi, nó sống à. Wow. Thôi đi, cái đó mình không biết rồi á, không rành đâu à, trùng dung này cũng sợ quá. Thôi đắp lại đi, ghê quá. Cái này làm đồ nhà bếp đó nha, đó. Nội cái vỏ măng cục này mà nó mục thành đất kia, không biết cái chừng nào, giống như cục đá đây nè, cứng như đá thì ha. Okay. Thôi vậy thôi, vườn của nhà mình á thì chưa có gì để nói rồi, thì chừng nào nó đẹp đi ha.